Dạ, em xin kính chào với cô chú, anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thời Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của chị Trang, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình tiếp khai trương đầu năm của chị Trang, cô chú anh chị ha. Sau lưng em là nơi chị Trang chăm sóc mai ạ. Chỗ chị Trang thì có khá là nhiều loại giống ha cô chú, có cúc hoa hương lá cẩm thạch, siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, với lại nhị ngọc toàn nữa ha cô chú. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị Trang, ủng hộ kênh Cuộc Sống Thời Hậu Giang ạ. Dạ, em xin chào chị Trang ơi. Chị chào em nha. Em xin kính chào quý cô chú anh chị mình yêu mến mai vàng đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay quay trở lại vườn mai Thùy Trang bên em. Thì hôm nay ngày đầu em khai trương trở lại, rất mong được quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em ạ. Cô chú anh chị mình hợp nhãn cây nào yêu thích xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0939 134 538. Dạ, bây giờ em xin được phép vào clip luôn ha. Dạ. Đầu clip hôm nay là mã số A1 của chú anh chị, một cây siêu bông Bình Lợi. Cây này hiện tại đang có đủ gió trên cây luôn á cô chú, mình về mình tết mặt hoa được liền luôn á. Cái này giờ lấy bo cũng rất là nhiều ha, hoặc là mình dưỡng lại cho năm sau chơi tết nha cô chú anh chị. Cây này nó nhiều bo lắm nè, cây này em ghép được tầm khoảng 5 tháng rồi cô chú anh chị. Giờ mình có thể tết được một bông luôn cô chú anh chị ha. Chơi bo dạ chứ, này gì mình lấy bo liền được luôn rồi đó cô chú. Rồi em xin xuất ra 3 dòng luôn ha. Dán trực hơi lắc nhẹ ha. Có củ đế, nó có một bó chi bó đế. Bình thân em đo vị trí này được 16,5. Tán ngang là 88. Chiều cao cây 87 ạ. Siêu Bình Lợi mã số A1. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái này bo nó già hết trơn cô chú anh chị, đang còn nụ luôn. Nụ kim khủng khiếp chỗ này luôn nè. Cái này về tết bông bao la luôn, có nụ lớn luôn nè cả nhà. Ở đây nó có mấy chùm nụ lớn, mình về mình tết liền được luôn á. Dạ rồi, em đổi nha. Mã số A2 ạ. A2 cũng là một cây siêu Bình Lợi của chú anh chị. Dán lắc. Cây này hiện tại cái lô này của em ghép già mùa hết trơn, em ghép được 5 tháng mấy trơn cả nhà. Trên thân hiện tại nút nụ kim là dữ lắm nhiều luôn á. Mình về mình chơi hoa gió lai gai ha, mình lấy bo. Mình về lấy bo liền được luôn, già bo hết trơn cô chú anh chị. Cây này mình về mình đã lấy được 5-70 bo, cả 100 bo luôn á. Cái thân lắc lượng rất là duyên cây nha cô chú anh chị, củ đế nở luôn nha. Hoành thân em đo vị trí này được 18 nè. Củ nở này 30. Tán ngang đây qua đây là 1 mét. Dạ, cao cây là 78 ha. Mã số A2 siêu Bình Lợi. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc. Cây này lấy mỗi mắt lá là một bo, thì cây này lấy được nhiều bo lắm á cô chú anh chị. Cây này lấy được cô chú anh chị mình lấy mỗi một mắt lá một bo thì lấy được cả 100 bo luôn á. Nó bo nó mập lắm luôn á cả nhà. Dạ. Dạ. Mã số A3. Tiếp theo mã số A3 cô chú anh chị. Cũng là một cây siêu Bình Lợi luôn cả nhà. Mình vừa lấy bo nhân giống mà vừa chơi được cái phôi dáng quái luôn ha. Cái lô này của em là cô chú anh chị mình vừa lấy siêu bo luôn á. Cái bo rất là dài luôn cô chú. Em đo thử cái chiều dài cái bo này coi. Cái này chiều dài cái bo này được 65 luôn cả nhà. Vậy lấy bo liền được luôn, cái bo mập quá trời mập. Cây này ghép được 8 bo với cô chú anh chị. Củ đế nở chà bá luôn. Cây nào cây nấy là đều có nụ kim cho cô chú mình tép hoa luôn. Tại cái lô này tới em không có lấy lá. Hoành thân em đo được 19,5 ha. Củ nở này 32. Tán ngang là 92. Dạ, chiều cao cây là 90 ạ. Siêu bông Bình Lợi mã số A3. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,7 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, cây này lấy bo được liền luôn á cô chú anh chị. Mập ha. Dạ. Bo mập ghê luôn cô chú nè. Xem cô chú coi mình có đi xương cá nè. Mình lấy bo được tới trong này luôn á cả nhà. Tới trong này ghép vẫn dính nha. Chứ mình không có sợ già. Cái Bình Lợi này á, mình không có sợ bo già. Bo dài dài cứng cứng ghép vẫn dính đi vẫn mạnh nha. Mã số A4. Mã số A4 cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cả nhà. Cây này nó có cái dáng lắc he đế cũ nè. Nụ kim quá trời nụ kim luôn, cây này về tép bông đã đời luôn cô chú anh chị. Này cắt bo xong chơi được lượt đạt bông nữa đó cô chú. Nụ bự nha, cái nụ kim nó rất là to luôn, trong này nó bự luôn đó cô chú anh chị. Cây này đóng được cái nhánh này là được gần nha. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9, cái này đóng được khoảng 9 10 bo, 11 bo vậy đó cả nhà. Đủ chi đều tàn luôn á cô chú anh chị. Hoành thân đo đây đi. Hoành thân em đo vị trí này nè, được 16 cả nhà. Dạ. 15,5 thôi, 16 nó hơi non tí.
tổng cái củ đế này là 46 nè. Dạ tán ngang là 78. Chiều cao là 73. Cái này có củ đế đẹp á cô nè. Cái này mình về mình bỏ vô cái chậu cái chậu oval ha, chậu vuông á cho nó nằm ra nhìn thấy đẹp cái củ cục luôn. Mã số A4, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.3 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, về test mặt bông được luôn á cô chú anh chị. Cây này em thuần cái khôi nó 2 tháng, 3 tháng rồi em mới đóng bo vô được cũng mấy tháng luôn á. Nay 5 tháng mấy rồi. Cái này là em bỏ chậu em quấn bầu ha, cái lô này em bỏ chậu em quấn cái bầu. Em đóng kiện gỗ em bao ship cho cô chú mình nha. Dạ. Rồi, em đổi cây. Mã số A5. Cái mã số A5 cô chú anh chị cũng là một cây siêu bình lợi. Cây này đang có mặt hoa trên cây luôn nè. Nụ kim còn nhóc hết trơn luôn. Cái lô này nè cô chú anh chị, em ghép 5 tháng mấy mà Tết nè không có đẩy lá. Bởi vì qua Tết nó còn nụ kim trên cây cũng nhiều lắm luôn á cả nhà. Hàng này giờ lấy bo được liền hết trơn luôn á cô chú anh chị. Bo trời. Cái này đi cây 2 cây 3 hết trơn đó cô chú anh chị. Cây này một cục đế luôn nha. Cái cần ha, cái đế thấy cần ha đế đều luôn á. Dạ. Dạ, rồi, em xin số 5. Một cái đế trải đều mà nó bự cục luôn. Hoành thân em đo vị trí này được 16 nè. Em đo củ nở này là được 42 nè. Tổng hoành đế này là 82. Tán ngang là 95. Cái này phơm lùng lực, chiều cao là 53. Siêu bình lợi mã số A5, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu ạ. À. Em bao ship toàn quốc luôn. 1.2 triệu nha. Này mình về lấy bo đi cô chú anh chị, xong mình dưỡng cây mình chơi cây dáng nó cưng lắm luôn. Có mặt bông cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm giống nha ha. Dạ rồi. Bình lợi em bán em bao chuẩn giống cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi. Cây. Dạ mã số A6. Mã số A6 cô chú anh chị, một cây siêu bình lợi. Cây này trên cặp với cây A5 được nè cả nhà. Thả tàn dài thuộc luộc luôn ha cô chú anh chị. Không có đôn nha, em thả cho mình lấy bo cô chú anh chị. Này cái đi bo. Cây ba luôn nè. Cái bo này không chắc cũng gần cả mét luôn á với cô chú. Cái này cây này mình về mình lấy được trên 50 bo cô chú anh chị. Cái một cục đế thấy cưng quá. Cái này mình trên cặp với cây A5 đi cô chú anh chị xứng. Dạ, dán trực đế cũ nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Hoành thân em đo vị trí này đi là được 19 luôn nè. Củ nở nè. Củ nở này 40. Cái bo từ đây qua đây nè là 1m08 luôn nè cả nhà. Cái bo này không á là ta 68. Tán ngang là 86. Ủa, chiều cao là 86. Rồi, siêu bông bình lợi mã số A6. Em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu luôn ạ. À. Em bao ship toàn quốc luôn. 1.2 triệu nha cô chú anh chị ha. Rồi. Mã số A7. Mã số A7 cũng là một cây siêu bình lợi được cô chú anh chị. Cây này về nhóc chân bo luôn, bo dài. Em thả nó ra cây ba mà em thả không chưa đôn lần nào luôn á. Rồi cây này về lấy được siêu bo luôn cô chú anh chị, lấy xong cái mình test mặt bông luôn ha. Cái bo ghép là ú nu luôn á cô chú. Cây này nó có dáng nằm thấy cưng quá. Nè. Hai cái bay đít nè. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha. Hoành thân em đo trên cái cổ này nha mọi người, tại vì ở dưới nó không có đo tới được. Em đo trên cái cổ này đi là 15 nè cô chú anh chị. Chiều dài của cái này là 18 nha. Cái này đang có nụ lớn luôn nè, có hai cái chùm nụ lớn luôn. Rồi nụ kim thì thôi khỏi nói nha, bao la. Tán ngang em đo đây qua đây nè cô chú anh chị là được 1m1. Chiều cao là 90. Rồi, siêu bông bình lợi mã số A7, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.6 triệu ạ. Dạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, mã số A8. Mã số A8 của chú anh chị cũng là một cây siêu bình lợi luôn. Cây này cái co lắc gắt lắm cô chú anh chị. Cái này nó hơi ít bo những cây kia, nhưng mà cái dáng nó đẹp của chú anh chị. Mình về mình cũng muốn lấy bo lấy cũng được, khoảng tầm 30 bo được các cô chú anh chị. Nếu lấy mỗi bo một mắt lá nha. 70 ghép nha cô chú anh chị ha. Thấy nó nhỏ chứ ghép tới 7 bo lận đó. Nụ dạ. Kim thì có luôn cho mình test luôn. Cái này mà lấy mà sát bo lấy kỹ cho cũng nhiều lắm á chứ. Ừ. Ủa. Tại nó còn mấy cái nách này nè. Dạ. Nách xương cá này nè cô chú anh chị. Thân lắc luôn nha cô chú. Dạ rồi. Hoành thân em đo vị trí này là được 15 rưỡi ha. Củ nở này 25. Tán ngang 58. Chiều cao cây 74. Trung bình loại mã số A8, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 ngàn. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. Vừa lấy bo nhanh chóng vừa chơi được cái phôi quá quái luôn cô chú anh chị ha. Coi gắt ha, coi gắt luôn á cô chú, như đánh cái vòng luôn nè. Này mình lấy bo mình coi tàn năm sau là cái tàn ngon lành luôn á. Tết năm tới là chơi vi vu luôn. Dạ.
Dạ, mã số A9 nha cô chú. Mã số A9 cũng là một cây sương bình lợi luôn cả nhà. Cây này là siêu siêu bo luôn nè. Mình thả tàn dài thuộc luộc luôn á cô chú. Cây này cô chú anh chị mình với lấy về lấy được trăm mấy bo luôn á. Cái bo mập mập không mà là chất lượng hết cô chú. Cái này về mặt sức mà tét bông nha cô chú anh chị. Có củ đế cho bé luôn nha. Thằng lắc ha. Tay cành đầy đủ luôn để đếm thử coi nhiêu bo, chở bo mập ghê. Ghép được 8 bo của chú anh chị. Cái bo bự nhất là bằng tay út của em này. Mình thân em đo vị trí này được 17,5 nè. Cái cũ này được 33. Tán ngang đâu đây qua đây, đây là 1m14. Chiều cao là 86. Siêu mình lại mã số A9. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,8 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Lấy bo là phủ phê luôn nha. Mã số A10. Số A10, một cây siêu bình lợi. Đó. Siêu bình lợi luôn cả nhà. Cây này cái dáng cũng đẹp quá. Cái đế nó hơi sổ nôm ha. Nhóng chân lên nè. Trời, em nhận nút nụ kim. Nút nào nút nấy nó bự lắm luôn á. Cái bông nó bự á cô chú anh chị. Nút nụ nó bự. Cây này em đều thả tàn hết nha mọi người. Giờ lấy bo thoải mái nha. Cái phôi không là cốt cạnh đều rồi cô chú anh chị. Mình ghép đủ cái đế đều luôn ha. Nè cái chột này nè cô chú anh chị, nó bằng con tay chảo của em luôn nè. Ga nó ga nụ từ thân luôn nè. Cái này nụ nhiều lắm đó, cô chú. Nụ nhiều, cái này nụ nhiều. Dạ rồi. Này mình về mình lấy bo xong mình để mình chơi bông. Mình thân em đo vị trí này ha là được 19,5 nè. Quanh đế này là 42. Tán ngang đây qua đây là 1m05. Chiều cao cây là 79. Siêu bông bình lại mã số A10. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu luôn ạ. À. Dạ. Em bao ship toàn quốc. Cái này lấy bo đã luôn á cô chú anh chị. Cái mã số A11. Mã số A11 cũng là một cây siêu bông bình lại. Trời ơi cái này mà nhìn về mình lấy bo là phủ phê luôn. Cô chú anh chị mình cần bo nhiều là cây này là ok lắm á quý cô chú. Mình lấy ra được tới ngọn ngọn rồi luôn ha. Dạ trơn rồi mình lấy được liền luôn á. Dán cũng đẹp cô chú, dán nó cũng dán lắc ha, mình lấy xong mình còn giữ lại cái phôi mình chơi á. Đang năm tới á, mình chơi Tết năm tới á, cũng ok lắm á cả nhà. Năm tới là nó già mùa bông là khỏi bàn luôn. Năm tới nữa là được Tết tới này nữa là được mùa gử luôn á. Dạ rồi. Bo mập ha. Mình thân em đo vị trí này đi, được 16,5 nè cô chú anh chị. Cái này là được 39 hoành đế. Tán ngang đây qua đây là 1m2. Và chiều cao là 79 luôn. Siêu âm bình lợi mã số A11. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,8 triệu luôn ạ. À. Em bao ship toàn quốc. Cái này cô chú mình về lấy khoảng 150 bo đổ lên. À, thả thàng. Nếu mà mỗi bo một lá nha, này làm tính mỗi bo một mắt lá nha cả nhà. Còn những cô chú lấy mỗi bo hai mắt lá, ba mắt lá thì em không xác định được theo cái ý của mình nha. Dạ. Em đấu đáo số lượng bo này là mỗi bo một mắt lá đó. Dạ rồi. Dạ mã số A12. A12 cũng là một cây siêu bình lợi luôn cô chú anh chị. À, cây này tàn ấm, tàn thân lắc luôn nha cô chú. Thân lắc nhóng đế ha. Cây nào cây nấy cô chú anh chị ơi, mà nụ kim nhóc hết trơn luôn. Tại vì hôm Tết mình không có lấy lá ha, bây giờ nó còn nụ kim nhiều lắm luôn á. Mà công nhận cái bo này cô chú anh chị nó mập ghê luôn. Cái này mình về mình cắt mình lấy mình đóng đi. Năng Tết làm bao đi bao phát luôn á. Năng Tết xong nó mập. Mập. Năng Tết xong năng bánh kẹo nhiều quá, thịt mỡ đồ nhiều, bánh chưng đồ dưa hấu. Xong nó bị béo phì. Cái này cũng có nở hậu luôn rồi cô chú anh chị. Đây có cái đuôi luôn ha, lấy đóng thêm cái đuôi cho mình nè cô chú anh chị. Cái đuôi này là cũng bao đẹp rồi đó nghe. Chứ không phải là nói em út mà nó bị yếu đâu. Hoành thân em đo được 15,5 nè. Đây, hoành đế em đo được 20, củ nở này 28,5. Dạ tán ngang là 85. Chiều cao 86. Siêu bình lợi mã số A12. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,7 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, 1,7 triệu nha. Về mình lấy cũng khá là bo cũng khá nhiều, ok lắm nha. Chi cành nó phân nhánh dữ lắm luôn. Mã số A13. Mã số A13 cô chú anh chị cũng là một cây siêu bình lợi luôn. Cái này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn đó luôn á. Cái này tàn tròn nha cô chú, cái tàn nó tròn giống như là mình như cái thông vậy đó. À. Nén nó dán lắc tàn thông á. Củ đế nè. Bao tròn bao bự, đít bao nở nha, nở hậu cho mình hết. Dạ. Dạ, em xin xét thôi. Hoành thân em đo được đây là 19 luôn cả nhà.
Hoa củ nở này 39 nè. Cái ngang đây qua đây là 96. Dạ, chiều cao là 1m09. Siêu âm bình lợi mã số A13. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.7 luôn. Em bao ship toàn quốc. Dạ. Cô chú nào thích cái tàn thông mà cây này nè, về lấy bo. Hoặc là mình không ai, cô chú anh chị nào không có nhu cầu lấy bo, mình cứ đôn tàn nhẹ đi, từ cái cây này Tết năm tới là mình chơi được con bao đẹp cho mình luôn á. Dạ, mã số A14. A14 cũng là một cây siêu âm bình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này form lùn mà tàn ấm tàn luôn á cô chú. Dán trực hơi lắc nha. Dạ. Cái tàn cái bo quá trời bo luôn, cái này cô chú anh chị mình về lấy bo nhiều lắm luôn á cả nhà. Nó hộ kim rồi quá trời. Nhìn nhìn nụ kim thấy khoái. Dạ, mình không có nhu cầu lấy bo thì mình lật lá mình chơi bông luôn á cô chú. Đúng rồi. Nó mình đôn nhẹ ha. Trời. Không có nhu cầu lấy bo mình đôn nhẹ, cái mình lật lá đẩy lá đi mình chơi bông cô chú anh chị. Dạ. Là cái cây của mình nó sẽ dày tàn lắm luôn á. Hoành thân em đâu được 19 luôn nè. Tán ngang đây qua đây tới 1m25 luôn á. Hai cái bo này nó dài quá trời dài. Và dạ, chiều cao cây là 88. Siêu bình lợi mã số A14. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.500.000 à. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái này phơm lùng lực nó uống nu hoặc thấy cưng lắm. Bo của nó bự bự không cả nhà nè. Đang có hoa bự hoa nhỏ trên cây đều có hết luôn. Nụ kim thì khỏi phải bàn ha. Mã số 15. Cái số A15 cô chú anh chị, một cây nhị ngọc toàn. Cây này lấy được siêu bo luôn cô chú anh chị. Cây này về lấy siêu bo siêu khủng. Đang có mặt hoa luôn nha cô chú anh chị ha. Cây này dáng cũng đẹp luôn cả nhà, dáng lắc ha, có củ đế nở tròn do luôn. Cây này buổi tối cô chú anh chị thấy cái đường màu vàng vàng nó dạ quang lên nhìn dễ thương lắm á cô chú. Cây này quá trời bo. Cây này mình về mình lấy 100 mấy bo. 100 mấy 200 bo được luôn á, nếu mình lấy nhiệt tình nha. Mỗi bo một mắt lá nha. Dạ, thân thì lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Củ đế nở ha. Dạ rồi. Quanh thân em đo vị trí này đi, là 18 cô chú anh chị. Củ nở này 35 nè. Tán ngang 1m03. Chiều cao cây là 88. Nhị ngọc toàn mã số 15. B15, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu à. Em bao A15 á chứ ơi. À A15, em ghi lộn rồi. A15. Là mã số A15 2 triệu em bao ship ạ. Cái này lấy bo mệt nghỉ luôn cô chú anh chị. A16 nha cô chú. A16 cô chú anh chị cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn. Cây này mình ghép với phôi dán trực củ đế nở luôn cô chú anh chị ha. Cây này nó có cái bo này bị gớt nè cả nhà. Cây được gần em chừa cho mình về mình có đóng thêm thì mình đóng nha. Mấy cái này, cái bo này nó về lấy nè, có nụ gì mình ghép luôn nè. Cái này về mình lấy bo liền được luôn á, bo dạ chân đó cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này em được 8, 9 bo đó cả nhà. Đếm sơ sơ, cho em chưa đếm kỹ, này có củ đế ha. Cưng đế thấy cưng. Dạ rồi. Mình thân em đo vị trí này là 17 nè. Cái củ nở này 40. Tán ngang là 88. Và chiều cao cây là 88 luôn. Nhị ngọc toàn mã số A16. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu ạ. À. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Tới thảo hơn cẩm thạch. A17 nha cô chú anh chị. Mã số A17 cô chú anh chị cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn. Cây này chơi với cây A16 cũng xứng lắm nè. Hai cây giống giống nhau. Dạ, giống trực luôn cô chú anh chị ha. Cây này củ đẹp quá. Cái này củ đẹp nè cả nhà. Cái này đóng đều tàn nè cô chú anh chị. Lấy bo được liền luôn á cô chú anh chị. Dạ bo chứ. Nụ có nụ kim cho mình luôn. Hoành thân em đo được là 20 cô chú anh chị. Cái nồi củ nở này 38 đi. Tán ngang 86. Dạ chiều cao cây là 86 luôn. Nhị ngọc toàn mã số A17. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1.2 triệu ạ. Dạ. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Mã số A18. Tiếp theo là mã số A18 cô chú anh chị, một cây thọ hương cẩm thạch. Dạ. Vàng lá đẹp. Chơi lá vừa chơi hoa luôn cô chú anh chị ạ. À. Dòng này là dòng chơi cây này thì mấy cô chú anh chị mình đem về chơi thân được nè. Vừa chơi lá vừa chơi hoa được luôn. Cái này thân lắc nằm sát cũng thấy cưng lắm nha. Cái này nó có một cái thẹo đang kéo lại nè.
này cho những chuyển bị cấn á, đang kéo lại sắp bít luôn nè, còn nhỏ xíu là bít rồi, cái này bít trời bình thường nè. Cái nút nụ của cúc hoa hương cẩm thạch nó sọc sọc giống như là cái lá vậy đó cô chú anh chị, nó cũng cẩm thạch luôn ha, đẹp ha, cho nhìn cái lá đẹp ha. Dạ. Bản thân em đo chỗ này đi ha mọi người, được tới đây nha, 19,5 cô chú anh chị. Em đo cái con đều dài của con này là nằm này là 28 nè. Giá 8,818. Chiều cao cây là 69 luôn. A18 còn hơn cẩm thạch, mã số A18. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 1,2 triệu ạ. À. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Mã số A19. Mã số A19 cô chú anh chị cũng là một cây cúc thỏ hơn cẩm thạch luôn. Cái này cái tàn thùm lum luôn rồi. Cái này phơm lùng lực nè, mà có cái đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nè, cái tủ này đẹp cô chú nè, mê phơm lùng lực, cái tàn này siêu đẹp, siêu cưng luôn. Cái này thoát thân rất là thấp luôn á với cô chú anh chị. Cái này thấy gì cho đẹp nha. Tủ cưng lắm. Cái chiều cao của cái phôi chắc khoảng có gan tay à quý cô chú. Mà cái củ nó thấy cưng đều đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Tàn tròn do đều bân luôn. Mình thân em đo vị trí này nè cô chú anh chị. Là được 17,5 ha. Cái củ nở này 38 nè. Tán ngang là 79. Chiều cao cây là 76. Chiêu bình lợi mà. Ồ xin lỗi. Cúc thọ hương cẩm thạch, mã số A19. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu luôn ạ. À. Em bao ship toàn quốc nha. Mấy cái này mình về mình chơi thấy cưng lắm luôn á cả nhà. Cái này đẹp ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, mã số A20. Mã số A20, một cây cúc thọ hương cẩm thạch. Này sẽ thân này thoát thân cao. Tàn thông luôn, phong cao thông luôn. Chứ. Dán lắc tàn thông luôn, ghép điều chi điều tàn luôn. Rồi cái này mình con tàn lại sang năm sau nữa là cái dàn xuông nó dày mịt luôn á cô chú chị. Thân thì lắc có củ đế luôn cô chú chị ha. Dạ rồi. Quanh thân em đo vị trí này nè cả nhà, được 18, được 18 đi. Dạ củ nở này 31. Ngộ ha, cùng một cái bo. Cùng cái bo mà nhánh này nó ngộ nha. À, nó giống như thọ hương của mình đó. À, tức là nó có bị lai á, bị đốc. Bị đốc á, bị đốc một bo. À, nó trở thành thọ hương. Đây một bo nữa. Đây nè cả nhà, cùng một bo luôn nhưng mà cái này nó là thọ cẩm thạch nè, cái này nó bị đốc nè. Dạ. Nó bị đốc một hai nhánh nha cả nhà ha. Cái này nó bị đốc một vài nhánh nha. Dạ tán ngang là 89. Chiều cao cây 1m cả nhà. Rồi, thọ hương cẩm thạch mã số A20. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,6 triệu ạ. À. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ. Dạ mã số A21 nha cô chú. A21 là cây cúc pha lê. Tàn thông cô chú anh chị ha. Dạ, dán lắc tàn thông củ đế quá trời củ đế luôn. Cái lấy cũng được siêu bơ luôn hết cô chú anh chị. Lấy bo xong rồi mình con lại là năm sau là cái tàn dày mịt luôn ha. Cúc pha lê bông đẹp lắm cả nhà. Củ đế nè, quá trời củ này luôn rồi. Dạ rồi. Mình thân em đo vị trí này ha. Là được 16,5 của chú anh chị. Tổng cái nồi đế này đi. Tổng nồi đế này được 68. Cái ngang đây qua đây 1m12. Chiều cao cây là 1m25. Rồi, cúc pha lê mã số A21. Cái này hình như nó có mặt nụ kim luôn nè, về tép hoa được luôn nè cô chú anh chị. Nè. Mã số A21, em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu nha. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Củ đế đẹp quá. Dạ. Dạ. Mã số A22. Mã số A22 một cây cúc cam cô chú anh chị. Cái này cũng thả tàn lấy bo được nhiều cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị nào muốn về lấy bo mình lấy bo đi, mình đoạn mình đôn cái tàn nó lại cho nó phân nhánh cho mình phân chèo thêm ha. Cái này ghép được 8 chục ghép nha cô chú anh chị. Cây này dán lắc có đế luôn cô nha. Dạ rồi, em xin số đo luôn nha. Mình thân em đo vị trí này nha. Là được 16 cô chú anh chị. Củ đế nở này thôi. Là 26. Tán ngang đây qua đây là 95. Dạ, chiều cao cây là 85. Rồi, cúc cam mã số A22. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 850 nha. Em bao ship toàn quốc luôn ạ. À.
Dạ rồi. Rồi, mã số A22 thì cũng là mã số cuối cùng của clip luôn ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi hết clip. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ của quý cô chú anh chị qua số điện thoại Zalo là 0939 134 538 ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị nha.